xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn vườn hoa ở phía trước để cắt bỏ những cái hoa đã nở rồi của cây hydrangea, tức là hoa cẩm tú cầu loại mới, loại hình tháp màu trắng và có màu hồng ở bao chung quanh cái hoa các bạn. Thì ở trước nhà của Quỳnh Mai có trồng hai cái bụi hydrangea loại mới này, rất là đẹp. Khi mà mùa xuân nó bắt đầu nở hoa thì cái hoa nó trắng xóa luôn các bạn. Khi mà bắt đầu nở hoa thì cái hoa của nó màu xanh lá cây, sau đó thì nó sẽ là màu trắng tinh khôi luôn, và vươn cao như thế này, rồi cuối cùng nó sẽ có màu hồng đó các bạn nhìn thấy. Rồi bây giờ tới lúc nó tàn rồi thì nó màu như thế này đó các bạn, vừa xanh lá cây vừa hồng, đủ thứ màu luôn. Nhưng mà nó đã tàn rồi thì còn vài ngày nữa là mùa thu, nên là thời điểm chúng ta cần phải cắt bỏ những cái hoa hydrangea này để giữ sức cho cái cây cho mùa xuân năm sau các bạn. Thì cái hoa cẩm tú cầu màu hồng, màu trắng, màu tím, màu xanh gì thì tới cái thời điểm này cũng đều phải cắt bỏ những cái hoa của nó đi để giữ sức cho cái cây năm sau có sức mà nó phát triển các bạn. Còn mình mà không có cắt bỏ hoa nó thì cái bụi của nó không có đủ sức để sống cho tới mùa xuân năm sau các bạn. Nên bây giờ Quỳnh Mai sẽ trim nó, tức là cắt những cái bông bỏ đi, rồi mình săn sóc nó bằng cách mình để phân bón phân đất ở phía dưới gốc của nó. Thì Quỳnh Mai dùng phân bò, tức là cow manure and compost đó các bạn. Thì mình sẽ bỏ xuống dưới gốc của nó, mỗi cái gốc vậy là mình sẽ bỏ một bao phân bò mà người ta đã trộn sẵn cho mình các bạn. Thì ở trong vườn nhà mình, cái loại cẩm tú cầu thì mình có tới 5 màu. Hai cái cây trước cửa sổ này thì nó là loại mới hình tháp, còn cái bên hông của mình thì cẩm tú cầu màu tím hình tròn và màu đỏ thì cũng hình tròn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trim nó, tức là mình cắt đi đó. Thì cái loại cẩm tú cầu này là mình phải cắt bỏ như thế này thì nó mới phát triển được các bạn. Đây, thì khi mà cắt cây các bạn mua cái cây kèm, cắt cây này rất là bén và tiện dụng các bạn, chứ mình cắt bằng kéo thì nó không có đứt đó. Mình cắt xuống như thế này cho nó sau tới mùa thu mưa dầm về thì cái cây cẩm tú cầu của mình nó sẽ lên nhánh, nó sẽ lên nhánh xòe ra các bạn. Rồi nó sống được trong mùa đông luôn. Trong mùa đông thì các bạn nhìn thấy lá của nó héo úa, chứ là thực sự là nó sống các bạn. Rồi mùa xuân nó sẽ lên trở lại và nó sẽ cho hoa. Còn nếu như mình bây giờ không cắt á, thì mùa xuân nó eo uột, nó không có chỗ để cho hoa các bạn. Tại vì cái bông á, nó dính ở trên cái cành này hoài thì nó không có chỗ để nhảy nhánh đó các bạn. Mình cắt như thế này thì nó sẽ nhảy nhánh ra, như cái bụi của mình như thế này. Mình cắt xong rồi mình bón phân đất và tưới phân của cẩm tú cầu vào thì nó sẽ phát triển nhảy nhánh ra, thì năm sau nó sẽ cho rất là nhiều hoa, rất là đẹp, và nó sẽ xây, nó mọc ra, nó làm cho cái bụi này sẽ thành hình tròn đó các bạn. Đó, thì mình mùa này là mình sẽ cắt
để chăm sóc cái hoa cẩm tú cầu. Còn nếu mà mình bỏ lơ nó thì cái hình dạng của cái bụi này thì nó không có phát triển, nó không có nhảy nhánh ra thì nó không có được đẹp các bạn đó. Thì bây giờ mình đã cắt xong rồi, các bạn thấy mình đã cắt xong hết những cái hoa mà nó tàn rồi, thì giờ mình sẽ định hình nó, tức là mình sẽ cắt kiểu tròn hay là gì thì giờ mình cắt luôn các bạn đó. Thì Quỳnh Mai ngắm thấy những cái cành này, cành nào cao hơn thì mình cắt bằng với mấy cái cành kia, và sẽ từ từ xuống thấp, cắt xuống thấp xung quanh của cái bụi cây này cho nó trở thành hình tròn. Rồi mai mốt nó nhảy nhánh, vài ngày nữa khi mình cắt như thế này, trời mưa xuống hoặc mình tưới nước, mình bón phân rồi thì vài ngày nữa nó sẽ nhảy nhánh. Khi nó nhảy nhánh thì mình nó sẽ cái tạo cái hình nó ra các bạn. Cắt xong một bụi thứ nhất rồi nè các bạn, nhìn thấy cái loại này là loại cây, tức là người ta gọi là cây cẩm tú cầu, tại vì nó chỉ có một cành từ dưới đất thẳng lên trên cao, cao cỡ 5-6 tấc thì nó sẽ xòe cánh, xòe nhánh ra nên gọi là cây cẩm tú cầu. Còn bụi thì khác các bạn, bụi thì từ dưới gốc nó sẽ đâm lên 5-6 cành nên gọi là bụi cẩm tú cầu. Còn cái này là loại cây này mình trồng nó rất là đẹp, tại vì nó vươn cao lên rồi nó cho hoa thì hoa sẽ rủ xuống thành hình tháp rất là đẹp các bạn. Thì hôm trước mấy cái clip trước mình đã có chia sẻ với các bạn về cái loại cây này rồi. Thì hôm nay tới mùa thu mình sẽ đi cắt, bây giờ mình cắt tới cái bụi thứ hai đó. Các bạn nhìn thấy nó hình tháp nó đẹp ghê không? Rồi khi nó nở thì nó màu xanh lá cây, rồi màu trắng, rồi tới màu hồng, rất là đẹp. Đây là loại mới ở trên thị trường đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa những cái bông nó đi để nó giữ sức. Cái cây kéo này các bạn sắm, cây kéo này rất là bén luôn, và nó bán ở trong cái tiệm Home Depot. Nó bán hai cây chung một bộ các bạn đó. Thì nó một loại cây ngắn như này để mình cầm mình cắt những cây mà nó mềm, chẳng hạn như cây cẩm tú cầu này. Còn có một loại cây kéo có hai cán dài thì dùng để cắt những cây lớn hơn đó. Mình cắt như thế này đặng mình kích thích nó các bạn, nó sẽ vài ngày nữa nó sẽ ra nhánh rất là nhiều. Rồi mình giữ sức cho nó để mùa xuân nó sẽ mọc lên rất là tốt. Còn mình mà không có cắt thì nó sau đó cái dáng của nó rất là xấu đó. Thì mình cắt bỏ. Thì Quỳnh Mai mua hai cây cẩm tú cầu loại này các bạn, để trồng hai bên cửa sổ. Còn nhánh bên đây nó ở phía trong tường mình cũng cắt luôn. Rồi sẵn đó Quỳnh Mai sẽ cho một bao phân bò vô đắp cái gốc nó thì nó sẽ phát triển các bạn. Đó, mình đã cắt xong những cái bông tàn của hai bụi cẩm tú cầu này loại mới. Rồi mình nhìn thấy xung quanh những cái nhánh nào mà nó cao hơn thì mình cắt xuống cho nó bằng. Rồi mình cắt từ từ ra ngoài thì những cái cành của nó sẽ thấp hơn, cái cành chính giữa thì sẽ cao hơn, rồi những xung quanh thì sẽ thấp hơn thì tạo dáng nó đẹp hơn các bạn.
màu trắng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt những cái hoa tàn của những bụi khác. Vậy hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là mùa thu sắp tới rồi, là thời điểm để mình đi cắt những cái hoa tàn của cây cẩm tú cầu để giữ sức cho nó, và lúc là mình phải bồi bổ phân cho nó, tưới phân cho nó để mùa xuân năm sau nó sẽ phát triển lớn lên và cho hoa nhiều và đẹp các bạn đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn video kỳ sau.